Sấm giảng khuyên người đời tu niệm. Đây là quyển thứ nhất mà Đức Thầy đã viết trong khoảng năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo, dài 912 câu. Nam mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời xưa người cổ còn ghi, những việc lạ kỳ này có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Bá gia mau kiếp lo âu, để sau đối đầu chẳng đặng toàn thây. Việc đời nói riết thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt rưng rưng, điên biểu dân đừng làm dữ làm hung. Việc đời nói chẳng có cùng, đến sau mới biết đây dùng kế hay. Bây giờ mắc việc tà tây, nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giả đạo bồi hồi, còn chi linh thính mà ngồi mà nghe. Việc đời như nước trong khe, nó tưởng đặt dè nói biếm người hung. Điên này nối chí theo khùng, như thể dây dùng đặng cứu bá gia. Sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nữa biết mà tà tinh. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho bá tánh mặc tình nghe không. Việc điên, điên xử chưa xong, lục châu chưa giáp mà lòng ủ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thể rác rơm, rồi sau mới biết rác rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ẩn dạng cho người cười chê. Từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ, vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ, vậy thì gian ra. Khuyên đừng xài phí xa hoa, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi, bá tánh biết thân. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong dạ chẳng yên, điên gai chèo quế dạo miền lục châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng dạ người xưa. Bá gia ai biết thi ưa, tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền. Đi nhiều càng thảm càng phiền, lên voi xuống dịnh nào yên thân già. Tay chèo miệng lại hát ca, ca cho bá tánh biết đời loạn ly. A-di-đà Phật từ bi, ở bên thiên trước chứng tri lòng này. Từ ngày thọ giáo với thầy, dẹp lòng dị kỷ, đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tấm thân, miễn cho bá tánh được gần bồng lai. Đời này vốn một lời hai, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này giành giật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thuyền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà có thiền lòng theo đây. Cứ lo làm việc tà tây, bắt ngưu bắt cầy đặng chúng làm ăn. Chừng đao niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian. Thấy đời mê muội lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chỉnh ghê. Chữ tu không phải lời thề, mà không nhớ đến đặng kề tiên bang. Nói nhiều trong dạ xốn sang, cùng hết xóm làng tàn ác nhiều hơn.
thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mối ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật Tổ thêm rầu, giận trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu như lối cũ mau gần Diêm Vương. Bá gia lầm lạc đáng thương, nên trước Phật đường thọ lãnh dạy dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo biếm nhẽ xa gần người điên. Lòng buồn mượn lấy bút nghiêng, viết cho trần hạ bớt phiền lo tu. Thương đời chớ chẳng kiếm xu, buồn cho bá tánh hết mù tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong bá tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ quả thâm, đặng cho bá tánh tĩnh tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lê thứ được rành đường tu. Nay đà gần cuối mùa thu, hết ngu tới dại công phu gần thành. Xác trần đạo lý chưa rành, mấy ai mà được lòng thành giới điên. Điên này sẽ mở xích xiềng, giác diều bá tánh gần miền tiên bang. Không ham danh lợi giàu sang, mong cho bá tánh được nhàn tấm thân.